Xài lâu quá cũng như xe Honda mình nhỏ. Honda mình thôi, mình cũng phải chăm nhớ sạc bình rồi gì đó. Dù lâu ngày mình xài thì nó dơ thì mình làm vệ sinh, đưa ra thở làm vệ sinh rất là chăm ngàn xe đã mua vỏ rồi để chạy ra đi kia đi. Không máy tiếng nghe đấy ông nhỉ. Điện thoại ở đây mua bán ở nhà đầy hoài. Đây dịch gấp người ta từ ông bà ở đây xuyên dịch. Quan trọng nhất là mình đam mê, mình chia sẻ anh em một cách tốt nhất có thể, một cách đàng hoàng. Không đọc tức đâu mà tư vấn để lấy đánh con này. Nếu mà có tiền hơn mua tiền hay hơn. Giờ đánh như đơn hoàng của con chả dấu gì mà. Thì con mua mấy cái tăng âm một cái con mượn làm xóm đánh cũng lên được. Cái lò đó đó. Nếu mà đúng như em nói là riêng hết á. Đây mà mấy triệu chứ. Con thì là... Còn bây giờ đồ bây giờ con riêng với ông một câu là của con là có bà chị gái gửi về là cách đây là nhiều năm rồi nhưng mà không dùng. Ông ấy con biết là không dùng, không sửa chữa. Như cái đồ bây giờ thì chứ không phải đồ mông S90D màu đỏ. Đấy. Cái dòng S90D là hay nhất của cái dòng nó là. Tại sao là con mang về con dùng con mua 150cc rồi gì. Nhìn cấu hình bự, thùng bự nặng nhưng mà đánh con xin con về nhá. Rồi, rồi. Nếu mà không may thì con ở gần đây không để qua con cái. Dạ ông nhờ.
Ừ.